Ủa thử ngày chứ không bắt thì con có ai bắt không? Trời ơi giải ra. Rồi giải từ nãy giờ. Thử nha, thử nha, thử nha. Hello, xin chào. What's anh em bạn tên gì? I love you, okay, yes, so, ngoài mai. Giờ mình dịch là tiếng Việt luôn. Giờ mình dịch là tiếng Việt luôn, giờ nói dạ, tiếng Việt là I love you, là anh yêu em. Yes, so, ngoài mai là đi chơi bời. Cái đồ ngoài mai là mày ngủ nguyên đêm với khách đó. Mày đồ khùng quá. Hồi đó cho mày có bụng chứ. Mày biết không? Ý là hỏi mày đó cho không? Hỏi có quay còn chưa có tiền đi vậy? Quay xuống quá rồi. À, mày nói bậy kia cho mày như cái bây giờ đó. Vậy nói đi, bác cắt đó. Con kia đi bị bể bánh xe, lú đè. Gì mà giờ được chưa về? Dân bắt rồi con dân bố bụng rồi nè. Nãy giờ không nói bụng, ghi nhớ nói bụng. Xuống uống cà phê đi. Không, không uống, đói bụng mà. Dưới ăn nữa. Thôi, đi ăn hoài mệt, không có tiền. Còn còn gì? Ê, nhớ mua chai nước mắm nha, còn thiếu chai nước mắm nữa. Hương, với bịch muối là xong. Còn cỡ 201 á. Thì mua chai nước cơ, nước mắm, nước cơ mua dầu ăn, mua luôn rồi, nem bự mua. Đó mua cái bịch muối chai nước mắm phải không? Ừ. Bắt cơm đi dân. Trời ơi trời nữa ba. Chị chức có ăn liền đâu, nói gì chức mới ăn mà sao chức cứ đồ hổ hoài vậy. Trời ơi ngủ có giờ này là trưa nữa ba. Anh nằm đêm anh phải ngủ ngày. Nó đi nhậu sáng đây nữa. Anh làm đêm mà. Chứ có làm giống ảnh không? Có. Có làm cầm như thế này. Mày về còn ơi, có tiền mày gặp mặt tao còn. Không có tiền về. Đủ luôn ấy chứ. Ừ. Chứ tin kêu tổ trưởng lên làm gì chứ không? Kêu đi. Ủa Nguyễn ví dụ mà gì chứ mà phạm sai lầm hay mấy lần nữa là gì chứ mà đuổi chứ anh có Nguyễn. Đuổi đó, con chở rồi đó. Đuổi gì chứ đâu đuổi anh đâu đúng không? Không. Có đưa đi không? Đưa đi vô bố láng đó. Vô má mày, là làm vô lá. Gắt 30 đó. Vì trước họ đó mày cũng điên lần rồi. Điên nào, nghe kể tạo cái dốc mày cũng cười. Trời ơi, mày không có đi vô gắt bố lá hả? Mày chết mà lên tới chả đi, chả đi quay mỗi ngày. Tới con chịu quá. Ai cho vô. Thì con cũng phạm tội giống như chết luôn, con vô chồng quay. Trời nó chịu hơn mày. Ôi trời, nó bữa chiều vô bộ. Ôi chị ơi, dơ quá rồi chứ ơi. Giờ mấy đầy đừng đó em còn quay hoài đi. Tiếng mẹ mày đi. Vì nãy em dẫn giúp đi mua trả lại còn đi. Trả đó, nhà nó đó, mày gom về nhà má mày hết đi. Không có người chứ không, thấy không chứ. Không phải mày mua mà vô mà cũng sợ luôn á dân. Chà bọn mày chai nhỏ coi chai lớn nha, chi đều gia cấm nha. Không mua đầy đủ luôn anh Nguyễn, em mua gì thôi nói chứ chuyện nãy ba lỡ làm rồi đừng nói lại từ từ nghe em câu nè. Làm gì má, tụi bay làm gì? Làm gì mình tự nhớ đi. Tự nhớ đi. Ông bữa nhớ không, bữa chở gì chứ về phải gì chứ kêu đồ qua gì xưng đúng không? À. Có không? Kêu bởi gia coi, có đặt nghe mày nha. Không bây giờ cái vụ đó nó lâu rồi, vụ hôm nay mà mới xảy ra nãy nè. Gì nữa? Giờ giấu đến hàng hậu. Liên đồng thầm. Thôi giấu đi để cho mấy cậu chừng ra nữa. À, chồng hay. Mà sao? Chuyện gì giấu? Nói được không chứ? Được. Biết vụ gì không? Gì? Vụ gì nãy nói thôi, tụi bay đừng nói tiếng Việt gì nữa, chỉ là trời. Vô hai ngón nữa hả? Không phải. Hai má này vô chứ cậy gì ta có tâm ba gà ta vậy? Bây giờ tính ngồi đó đâu phát hiện gì đó. Ừ, đúng rồi. Ngồi với bàn cái tính đâu phát hiện gì đó. Cười cười cười. Chú ý là cười. Cứ nghĩ mình biết là mệt đó. À. Chỗ mà làm ăn mày chết gì không có được. Mày diễn đi. Sao mà kiếm quá, chữa kiếm à. Chữa kiếm à. Nói cứ suy nghĩ đi. Bây giờ ngồi cái bàn chứ đâu để ý gì đâu không? Không. Mất tiền má. Đổ chai nước
chậm quá mà chạy. Bắt cơm đây. Rồi. Bắt cơm đây về tao kêu nó bao miệng nước. Đi đi hỏi làm gì không? Phải lấy giấy mà đốt vàng, đốt phong lông mà đốt. Nên túi bà gan sao có dục trên bàn, nó cháy trên bàn, nhiều nám trên bàn, nó lao quá trời, nó lao bây giờ mới về cứ biển nó chửi tao chết. Hay làm gì mà đốt phong lông? Lông lông. Nó đốt, đốt cho vàng vô. Đốt cho vàng vô, phải giấy lộn không? Cho vàng vô, đừng vô. Phải giấy lộn nữa. Nó cho vàng đừng vô. Trời ơi, con cặp dở quá, má mày lắc dân nó ăn nó chê nè, trời ơi. Tuy mày mua cái gì mày về kia nắm đồng dân vậy nấu. Mày nắm đi. Chịnh nó nóng ghê lắm. Nay trả thù nó đòi tấu, tấu chồng lại, nó đòi gì dở. Nhưng mà bữa nào mua tao đi chợ về mày nấu đúng không? À, tao biết nấu ngon rồi, cô vậy. Mời mày mua cá đục, mang về tao xào cho co cho. Mà làm mấy ăn được nghe hay chứ. Trong đường co cặp bằng nước dừa khó đó mà đủ hoài vậy chứ sao thấy giải hoài có uống nước mắm đây không chứ sao thấy giải hoài xin thuốc uống chứ chưa 20 tháng 11 á vô xin thuốc bác sĩ ơi mà gì nó giải hoài nè nó bị sida nè mặt nó nổi cổ nè quá trời luôn em giải á sida luôn nhiễm trùng da sida có đít nè có đít khùng gan bị vào nhiều loại bệnh lắm nghe ấy là nhiễm trùng da chứ còn mình thấy là mình ngứa có mua hết rồi cuốc đó 500 ngàn nó mua quá trời đây bớt á ai gọi vậy có gì vậy vậy bắt đầu cơm có điện thoại mấy này cũng á cái dù cam thì mấy ai bắt thủ hưởng ngày chứ không bắt thì con qua bắt không trời ơi giải giải thôi rồi giải này đã giờ bắt mày à bây giờ tao bắt mình tin không tao bắt mày ơi lẹ tay bằng tao ra ngồi lắm á bây giờ hai chồng cũng lục thầy luôn coi em thôi vậy đưa 500 đô con bắt tướng Nguyễn rồi đưa tiền đi mình đánh nó lại À, dù sao cũng đi thời gian quả bát giỏi muốn cắt bát đúng không chứ bát sao bát rồi thử ra bát túi kẹo là các cái đồ bát bằng cái cẳng mà một lần bát là bát thật dài giờ bát bát sao chứ bát sao mày, mày đi đừng đánh ta chữ nha thử nha thử nha cuối năm đó tiền lộc nó lớn lắm tối rồi con ngồi mình xem cái tém á chiều nó về nhỏ chứ phải á để kể mày nghe dần để cứ bán hàng mà cứ dồn tàu cười đưa hải chân ngỡn rồi nó cái vợ mình nốt rồi má má xấu quá mẹ có la lên má xấu quá má là buồn tàu cũng chức tướng chức đi mắc cười quá nhưng dịch xin xem la vậy mãi ném đâu hết rồi cái hũ này là hũ đường nha còn hũ nó có cái hũ là hũ ngọt nha đầy đủ hết rồi đó dù ăn 800 ngàn nha dân nè còn thiếu chai này nè để chai này mình nhớ mình mua được muối nữa là xong nha cái này để ta đeo mình đeo cổ cho ta đựng lọt vàng tao bỏ vô túi ba gan cái đeo tại vì tiền tài của là bỏ túi ba gan không mà Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
đi uống tinh hoa. Đi quá cái bài đĩa đó hả? Uống tinh hoa tao đóng cho người ăn được. Mẹ mẹ uống này đi. Uống này đi, lấy đi, bỏ đá vô uống đi. Trời ơi, nó nguyên gieo lông lớn luôn. Cao chơi chơi hết mình cỡ đó đó, nó lại còn. Bảo dụ tao đi siêu thị hoài. Ăn đi ăn, uống đi ăn. Bữa siêu thị ăn sushi ngon chứ. Dở quá, mày ăn, mày có ăn mày có bộn, mày đâu ăn đâu. Mẹ vụ kẹo có lồn mua tốn tao cũng mà mua về tụi bay ăn còn mì ngon hơn. Giờ là tính dư này ai ăn bỏ một giác thì ba ông chồng thì ăn đâu cũng mẹ ăn cũng nó ngu. Nó ăn được đem mẹ chị Quyền gọi chứ kìa. Ai? Chị Quyền. Đây. Với chị Hư có gọi chức luôn á. Mẹ. Có lần mấy chị điện họ nó lớn. Đã dặn có ông là tội à. Bắt máy là lên liền. Thôi cầm lại đi. Đi không trả tiền cho. Mua chai nước mắm bịch bún lên rồi đó nha, bún đồ chứ nha. Đi mời bún đồ. Đi xuống dưới đi. Dạ. Ờ. Sao? Để đi chứ, nhắm chứ nhắm đây dùng với con không? Được. Mẹ. Má đó mà không có bún lồn. Nhóm thì không đi tao lấy nha. Lúc đó từ cái kia nha. Dân nó con lên liền nha nha. Nó chân kỳ quá nha. Nè nè, chết chết. Cầm cây xuống cho trang của yêu quý đi cho nó vui chết. Đó. Cầm đường này cái túi. Cầm xuống nhá nó thấy nè. Có đi cùng vợ chồng. Đi đi bê 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 bê